Đây là một trong những cái vấn đề mà um, một cái vấn nạn của xã hội thì đúng hơn thưa quý vị tại vì uh, trong thời gian gần đây đa số người dân Hoa Kỳ họ rất là lo ngại về cái sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa dân tộc của những người da trắng ở Hoa Kỳ. Đây là một cái vấn đề mà kỳ thị chủng tộc thưa quý vị. Có một cuộc thăm dò của tờ báo USA Today uh, của trường Đại học uh, Suffolk University cho thấy rằng hầu hết mọi người đều nói rằng các nền tảng truyền thông xã hội như là nền tảng Twitter, Facebook nổi tiếng nhất, họ bắt buộc phải có những nghĩa vụ tối thiểu để mà hạn chế cái những cái ngôn từ kích động trên những cái trang web mạng truyền thông của họ và thưa quý vị đây là một cái vấn đề kiểm duyệt thì nó cũng rất là tế nhị tại vì nó gây nên nhiều cái sự tranh cãi vô cùng đây điều này nó trở thành một cái vấn đề cấp bách khi một số người nổi tiếng và những nhân vật của công chúng hiện nay họ ngang nhiên bày tỏ những quan điểm bài bài trừ do thái và những cái lời nói xấu trên những cái mạng lưới chống lại những người do thái và những người da đen ngày càng gia tăng mạnh mẽ trên các mạng lưới xã hội. Ngoài ra thì ông Elon Musk trong những cái thời gian vừa qua thì ngày nào chúng ta cũng có những cái tin liên quan đến ông Elon tại vì ông là một người làm việc mà chúng tôi nghĩ rằng ngoài những cái sự cống hiến cho lợi ích của xã hội của nhân loại thì ông cũng là một người có có rất nhiều những cái sự quan tâm đến cái nền chính trị của nước Mỹ và của cả thế giới nói chung. Thì ông Musk vừa qua ông đã trở thành người chủ sở hữu mới của công ty Twitter và gần đây ông đã gỡ bỏ một số những cái chiến sách trước đây để bảo vệ chống lại những ngôn từ kích động thù địch trên cái mạng lưới xã hội Twitter này. Ông đã giải tán hội đồng an toàn và tin cậy một nhóm cố vấn gồm có những người ủng hộ quyền công dân và an toàn trẻ em được thành lập để mà hướng dẫn công ty Twitter về các vấn đề kiểm duyệt nội dung. Tuy nhiên thì thưa quý vị, cái hội đồng an toàn và tin cậy của công ty Twitter cũ khi xưa được lãnh đạo bởi ông James Baker, ông James Baker ông là một người lãnh đạo của cơ quan FBI khi xưa, ông chịu trách nhiệm để điều tra những cái vấn đề mà cái hồ sơ Christopher Steele khi đó và sau đó thì ông cũng bị rất nhiều tai tiếng và ông trở về, ông làm việc cho công ty Twitter và những người mà làm việc dưới trướng ông Jim Baker này thì họ là những người sau này sau cái chuyện mà ông Elon Musk mua lại công ty Twitter thì tất cả mọi sự thật nó mới vỡ ra nó lòi ra thì tất cả những người này là những người cực tả và họ đã từng có những cái lời tweet trên mạng lưới Twitter để mà chống lại tất cả những người mà bên nhóm của ông Trump nhất là ông Trump thì um, tất cả những cái điều này nó cho chúng ta thấy một cái sự uh, không có công bằng của công <laughs> ty Twitter cũ khi xưa họ làm việc và họ đã bị ảnh hưởng trực tiếp rất nhiều từ chính quyền của Joe Biden và đảng dân chủ tại vì ông Jim Baker là một người rất là thân cận của đảng dân chủ làm việc để mà phục vụ cho những cái chính sách của đảng dân chủ và ông là là những người mà từng uh, tìm ra tất cả những cái lý do gì để mà tấn công uh, cựu tổng thống Donald Trump khi xưa um, và công ty Facebook thì họ cũng cho biết rằng họ không họ cũng không cho phép những cái ngôn từ kích động thù địch trên cái mạng lưới của họ. Tuy nhiên thì cái đài truyền hình PBS, một cái đài truyền hình công cộng thì họ có những cái báo cáo cho biết rằng trên khắp thế giới thì cái hệ thống của công ty Facebook đã phê duyệt ngôn từ kích động thù địch thì những cái điều này nó đã có xảy ra bất cứ lúc nào và hiện tại đến bây giờ nó vẫn còn tiếp tục thiếu diễn uh, tiếp diễn. Trong cuộc thăm dò thì có đến khoảng 52% những người trong cuộc thăm dò cho thấy rằng các công ty truyền thông xã hội thì họ ít nhất phải có những cái trách nhiệm hạn chế các bài đăng mà gây ra những cái sự mà thù hận như vậy và kỳ thị chủng tộc như vậy. Tuy nhiên cũng có đến khoảng 39% thì họ nói rằng những người mà bảo thủ thì là những người mà bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận thì họ nói rằng các mạng lưới truyền thông phải nên là những cái diễn đàn mở để mọi người đều có quyền cất tiếng nói mặc dù cái tiếng nói đó nó có đúng hay không à, những người mà trong cuộc thăm dò khác nhau theo giới tính và cái những cái triết lý chính trị khác nhau bên những người đàn ông thì có 11 điểm phần trăm ủng hộ cho những cái diễn đàn trực tuyến mở. Tuy nhiên phụ nữ thì bắt buộc đến 38% thì họ rất là ngại những cái ngôn từ kích động thù địch lẫn nhau trên mạng lưới à, truyền thông xã hội cho nên họ à, cũng yêu cầu phải có những cái sự kiểm duyệt tối thiểu của các công ty truyền thông. Tuy nhiên thì như chúng tôi nói à, những người à, à, bảo thủ là những người họ bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận nhiều nhất và họ ủng hộ những cái vấn đề mà phải có những công ty à, nó được tự do trên tất cả những cái vấn đề tự do ngôn luận này và trong khi đó các người đảng viên dân chủ thì họ rất là lo lắng à, cái vấn đề mà à, được quyền nói tự do trên những cái mạng lưới truyền thông như vậy và hiện nay họ đã thành lập ra những cái ủy ban để mà tiếp tục vận động các công ty truyền thông lớn để mà tiếp tục có những cái vấn đề kiểm duyệt như vậy thưa quý vị. Vâng, bây giờ tiếp cái tin mà nói về ông Elon Musk thì chúng ta sẽ những ngày sắp tới chắc chắn chúng ta nghe nhiều chúng tôi nói là lâu lâu cứ có một nhân vật đó, xuất hiện và có thể làm những cái chuyện gọi là chọc trời khuấy nước có vẻ là lúc này đang là Elon Musk thì bây giờ chúng ta hiểu là thì rồi ông ta bị nhiều cái lời hăm dọa tính mạng rồi quý vị cũng biết rồi cho nên ông ta thận trọng hơn tuy nhiên biến cố gần đây nhất là đứa con người ta đi thì có một cái xe đi theo dĩ nhiên cái xe đó nó tưởng là có ông Elon Musk ở đó như bám đuôi theo một khúc khá dài thì cái điều này khiến cho tất nhiên là những người mà uh, nhân viên của ông ta báo cáo đó thì ông ta biết như vậy nhưng mà từ nay ông ta càng phải cẩn thận bởi vì có thể nó bắt cóc hay gì đó mình không biết được đứa con uh, 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 với lại cái cô uh, ca sĩ đó quý vị nhớ không? bây giờ thì hai người đã ly dị nhưng mà có chung đứa con đó, đó thì ông nói là bây giờ tự nhiên đi theo có phải bám có phải bám sát thành ra là cái điều đó ông phải để ý và ông nói là twitter ông sẽ bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận tuy nhiên cũng tới một hạn chế nào đó bởi vì có nhiều người bây giờ đang lợi dụng những cái đó và tiết lộ nhiều cái, cái, cái cá nhân nguy hiểm ví dụ như bây giờ mình đi đâu cái nó biết mình ở chỗ nào đó nó nói là bây giờ cái tay nó đang đến đây hay là hai ba tiếng nữa sẽ tới chỗ kia những nhân vật mà quan trọng đó người thường thì mình không nói nhưng mà cho nên có thể nguy hiểm cho nên ông ta cũng phải xét lại những cái thể lệ chứ không có nghĩa là khôi phục cái quyền tự do ngôn luận là cho đăng lên bừa bãi những cái nó có những cách có thể hại cho các cá nhân đó cho nên ông ta phải coi là vấn đề đó và nhiều người thì bây giờ giờ này vẫn đặt vấn đề là cứ hỏi là ông Trump có trở lại không thì ông Trump đã cảm ơn thôi cảm ơn Twitter khi Twitter đã can đảm đưa lên những cái sự thật vạch ra vạch trần những cái điều mà trước đây đã hoàn toàn Twitter nó bắt tay với phía dân chủ suốt cái thời gian mà cái ông CEO trước đây đó của khi ông ông Elon Musk chưa vào đó chưa mua lại là đã che đậy chúng ta biết rồi suốt thời gian rồi che đặc biệt là tổng thống trump bị rất nhiều cho nên tổng thống trump đã lên tiếng cảm ơn tuy nhiên nhiều người bây giờ vẫn còn thắc mắc là ông trump có trở về không thì chúng tôi đã nói rồi bây giờ ông đã xây dựng cái chút soso mạnh quá rồi đang phát triển thì tổng thống trump đã trả lời một hai lần rồi là ông sẽ không trở lại ông đã phát triển cái bên chút soso nhưng hình như trong cử tri có nhiều người vẫn còn đặt cái vấn đề đó thì chúng tôi nhớ là ông, ông, ông trump đã nói mấy lần đó thì vấn đề là trong tương lai đúng cái vấn đề hăm dọa giết ông ông có thể nguy hiểm cho nên là, là chính những cái lực lượng ông ta phải tăng cường bảo vệ nhưng mà chúng ta cũng biết đó thì sự bảo vệ mà nó hoàn toàn trăm phần trăm thì không ai dám đó. không ai dám hứa cái điều đó vì chúng ta đã nhiều tổng thống đã từng bị bắn rồi giáo hoàng đã bị bắn rồi tức là đều trước đó đều có những cái dấu vết là họ họ hăm dọa đó chứ nhưng mà rồi mình cũng không tránh được nếu nó cố tình nếu một cái tay ác độc nó cố tình nó nhắm hoài thì sẽ có ngày mình trúng thành ra cũng nguy hiểm lắm thưa quý vị nhưng mà cái chỉ có cái lạ đúng ông này đã có những người người ta dám chấp nhận chấp nhận đối diện với sự chết nguy hiểm người ta vẫn dám làm cái lý tưởng là gì ông đã nói đó là ông không có muốn trước đây Twitter kiếm cách này cái kia phía bên thiên tả và cái che đậy đủ thứ bây giờ chúng ta sẽ cố gắng phơi bày và dĩ nhiên khi phơi bày như vậy thì có nhiều người sẽ bị vạch lưng ra là không ai muốn á và những người đó trở nên dĩ nhiên đang thù và nguyên cái phía Biden và nguyên phía dân chủ là bây giờ nó đang thù là vì trong tương lai chưa biết ông lần mất đưa ra những chuyện gì cho bên đó thì bây giờ có thể là nói là ông ta đang nằm trong cái tầm ngắm của phía ông Biden và đảng dân chủ nó sẽ kiếm mọi cách bây giờ nó bắt đầu rồi đó kiếm cái cách này cái kia để ngăn cấm ông này và làm khó ông này đó và có thể nó chơi cái hạ sách đó. thường sách không được chơi hạ sách hạ sách là cái ám sát đó chơi, chơi gọi là chơi dơ đâu lúc nào cũng có đó chơi bình thường theo luật chơi là khác, còn lúc cần nó sẵn sàng nó chơi những cái đòn cái là để bịt miệng hoặc là để dứt khỏi mất công, phải gây phiền toái quá trong tương lai, cho nên chúng ta đã, đã, đã bao nhiêu vụ giết để bịt miệng chúng ta thấy rồi, cho nên đúng là ông này nếu mà quả nhiên là ông đưa ra cái mục tiêu chính đó, ông ta nói đó, là để khôi phục lại cái vấn đề từ dòng luận thì ông ta là cái điều đó điều mình phải đáng nể ông ta, phải đáng ngưỡng mộ ông ta, thưa quý vị. <laughs>